bay những người có phẩm chất như trên có điều kiện kinh tế và thời gian tu luyện nó tốt nhất trong lo gia đình đầm ấm hạnh phúc ạ, để làm hình ảnh tốt trong lo của mình chưa đã trong một trong những trường chúng ta không nghe cầu, chúng ta không nghe cầu những người có gia đình có kiến thức, vợ không có chồng, chồng không có vợ và có đứa trẻ không vào thì không có mẹ và ba thì lên trường. Thưa quý vị, mới đây, trong cuộc họp ban phụ huynh tại trường tiểu học Chu Văn An, Hà Nội, tân hội trưởng hội cha mẹ học sinh trường này đã có những phát biểu được cho là có tính kỳ thị cha mẹ đơn thân và những phụ huynh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Phát biểu này được trích đăng lại như sau: chúng ta nên chọn những người có kinh tế và thời gian nuôi dạy con tốt, chăm lo gia đình đầm ấm hạnh phúc để làm hình ảnh tốt cho con mình trước đã. Chúng ta không nên bầu những người có gia đình khiếm khuyết, vợ không có chồng hoặc chồng không có vợ. Hãy để người ta đi lo hạnh phúc của người ta, của bản thân người ta đi đã. Và khi người ta chưa hạnh phúc thì không bao giờ con người ta được hạnh phúc. Những người như thế chưa đủ tư cách thì không thể nằm trong ban phụ huynh. Hãy chọn gia đình gương mẫu, có văn hóa, có tri thức. Và tôi kính mong ban giám hiệu ở đây hãy xem xét về trích lục của bố mẹ như thế nào thì hãy để trong ban phụ huynh được, chứ còn lệch bố lệch mẹ không ổn một chút nào. Phần phát biểu nhanh chóng gây ra sự phẫn nộ trong cha mẹ học sinh. Nhiều người bình luận đây là phát biểu không thể chấp nhận được vì có tính kỳ thị các cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt kỳ thị phụ huynh học sinh là cha mẹ đơn thân. Với phát biểu có phần đanh thép như cách của phụ huynh này, hãy để người ta đi lo hạnh phúc của người ta đã, của bản thân người ta đi đã, và khi người ta chưa hạnh phúc thì không bao giờ con người ta được hạnh phúc. Những người như thế chưa đủ tư cách thì không thể nằm trong ban phụ huynh. Nhưng tất cả những lý lẽ vô căn cứ và có tính kỳ thị ấy được cho rằng không phù hợp với một cha mẹ học sinh thông thường. Chưa nói rằng đây được coi là hội trưởng hội cha mẹ học sinh một trường. Điều đáng nói hơn, nhiều cha mẹ học sinh cho biết người có phát ngôn gây sốc này cũng là một giáo viên. Cụ thể, tân trưởng ban phụ huynh trường tiểu học Chu Văn An, Hà Nội là bà Đào Thị Hồng Phượng, hiện đang là giáo viên trung học cơ sở Yên Sở. Ngoài những bình luận ném đá phẫn nộ với phát biểu ai cũng bất bình của nhân vật trên, thì một số bình luận dưới đây của các cha mẹ phụ huynh phần nào đã nói lên được suy nghĩ của họ. Có bao nhiêu người vẫn trưởng thành hạnh phúc khi không có cha hoặc mẹ? Bố mẹ em không hạnh phúc mà em vẫn nên người, vẫn thành công và con em rất hạnh phúc. Đặc biệt em rất may mắn vì được phụ huynh tin tưởng quý mến, giao con cho, cả trẻ tự kỷ, trẻ bình thường hay trẻ kém may mắn. May mắn hơn nữa là em không phải gặp người coi thường người khác như chị. Chị quan niệm thế nào là gia đình hạnh phúc? Có những thứ hạnh phúc chỉ có thể rời xa nhau mới đem lại cho nhau được đó chị. Như chị nói, người ta chưa hạnh phúc thì không bao giờ con người ta được hạnh phúc. Và nhiều người đã thắc mắc, cha mẹ đơn thân đâu đồng nghĩa với việc họ không có hạnh phúc và càng không đồng nghĩa với việc con họ nhất định không được hạnh phúc như cách nghĩ của nhân vật này. Bài phát biểu đang tiếp tục nóng trên mạng xã hội, đa phần là những ý kiến phẫn nộ và bất bình, không có ý kiến nào đồng tình với quan điểm của phụ huynh này đưa ra. Còn quý vị nghĩ sao về quan điểm này? Hãy để lại bình luận, đăng ký kênh và nhớ bấm vào biểu tượng chiếc chuông để nhận những tin nóng mới nhất. Xin cảm ơn vì đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.